Bác nào cần dao? Cứ alo cho tao. 0947640046. Ok nha mọi người nhá. Ok. Em chân dài Ngọc Trinh đã xong. Nhưng mà Ngọc Trinh sáng ngày lôi nó hơi thâm gì? Hơi bị sức đùi. Bây giờ anh em mình sẽ tiến hành ướp nó nhá. Rồi, này mình dùng nhiều ngải cứu. Anh banh hai chân rồi ạ. Anh banh nè. Đây, xong thủy, banh giúp anh xong thủy đấy. Từ từ là để lấy đồ ướp đã. Cầm tay từ bóng. Chưa gì nữa, anh chưa băm này. Rồi, thôi găng tay làm cái gì? Dùng găng tay. Tôi không quen sử dụng bao. Anh hai tao rồi. Ok nhá. Làm dân dã nhá mọi người nhá. Nghệ này. Ui giời. Đó. Đây là gia vị thuốc bắc. Mua ngoài quán rất là nhiều. Đó. Tiếp tục là đỗ này. Gạo nếp. Đỗ này hơi nhiều. Càng nhiều càng ngon. Bỏ hết vào đấy. Y dĩ hạt sen. Gạo nếp. Gạo nếp. Tớt cay. Wow. Ok. Là thêm một tí rau này nữa nào. Ngải à? Ngải. Nhưng cho bún nào. Cái này là bổ lắm này. Hôm nay là siêu đầu bếp Mao Ca. Rồi gia vị. Bây giờ không biết là nêm gia vị kiểu gì cho nó vừa hợp cay. Hết một chai. Ui, nó nắng. Cho hết cái lọ chẩm chéo vào đi. Chẩm chéo à? Ok. Đổ hết vào. Món này là phải cho chẩm chéo vào ấy hả? Cho cay cay tê tê. Con đà điểu này nhìn nó chắc phải bằng anh Hải luôn đó ha. Nó nặng cân hơn cân anh. Hơn cân anh Hải. Con súp vừa rồi. Masterchef. Mình chính à, gia vị cứ tính bằng cân. Mao đệ bảo ngày xưa là Mao Ca đi làm bếp người ta mà ăn vụng nó đuổi. Chẩm chéo này. Chẩm chéo là chẩm chéo này đó. Có muối chưa? Đủ hết rồi. Chẩm chéo Sapa TV. Thơm. Con này kéo cũng đủ thôi. Anh đeo bao tay là ok rồi đó. Tại vì cái chẩm chéo này dài lắm. Rồi. Thơm lắm. Thơm không? Thơm lắm rồi. Ây da. Ui. Nhiều quá. Chẩm chéo là sao ba cái gì có mốt rồi. Cái này mình nhét cho cái bụng nhất anh. Nhét bụng. Em thấy gia vị vẫn hình như vẫn thiếu mắm muối hay sao à. Nghe nó hơi ít. Thế lấy thêm mấy loại sẩm chéo nữa nhá. Thôi và tức là cho thêm muối, cho muối. Muối nó mặn à? Ai cho đường vào đấy? Đấy em có đường đó nè. Không, đường thốt nốt đâu. Không cho đường. À ở đây không quen ăn đường. Đừng cho đường. Rất tiếc là đường thốt nốt là không vừa cái này. Cái này không dùng vào việc này. Thôi hẹn con khác đi, để con khác. Cái nhé, mình rất là tò mò cái thịt con này nó sẽ thế nào. Em nghĩ là nó dai lắm à. Ôi là đây. Cái lỗ xương lông nó là nó nhìn đã. Nhưng mà không ít đâu. Em miếng gần phao câu. Gần phao câu. Thế là em đi cùng đội Phong Hỷ tăng được. Nhưng mà em không ăn phao câu. Ok, bây giờ chuẩn bị rồi nhá. Nào, kéo cái kia ra. Kéo cái này ra đã. Nào, banh ra em. Em, banh ra. Ui. Nặng quá, nó nặng quá. To nhờ. Banh ra để đút. Banh ra để đút vào đây vừa luôn này. Nhà đút vào. Đút vào em. Rồi. Rồi. Anh cứ nhét vào, anh không phải dãi thôi nhá. Cứ nhét vào. Khi nào đầy thì thôi nhỉ. Ừ. Em nghĩ sợ không đầy sao này luôn á. Không đầy nhét thêm Mao đệ vào. Thơm phết nhỉ, gia vị thơm đấy. Nhưng mà đó giờ em mới thấy là cái nhét vô mà để đậu tổng xanh rồi thêm nếp hay gạo gì đó. Xa, thật xa ra. Bên thân nó đổ. Ui khoai banh à. Mấy chị ăn banh đây. Phải banh ra chứ. Banh này mẹ đút là. Đấy, bây giờ còn nhét lên đây nữa này. Ôi, cái này cái ức của nó. Ui.
Thế này cho hết rau ngải đi, ngải ăn dạ. Thơm đấy. Thêm rau ngải nữa. Cho hết ngải vào đây. Cho hết rau ngải vào đây để trộn lại một lần nữa ở trong bụng nó. Trộn trong bụng rồi. Củ hủ dừa đâu rồi? Mang đút luôn vào trong bụng đây một gói đi. Ăn sao? Để sao? Đó. 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 Từ từ. Bỏ hết rau xanh vào. Cho anh ít mắm vào đây nữa. Mắm vào đây. Đây cái phần này bỏ vào đây. Cho tất cả cái chai đi. Đà điểu hầm nước mắm à? Đà điểu hầm không, một lốt. Bởi vì con này to nên là cứ để nó to. Nào lại cho tiếp nốt cái kia. Rồi cháo đây con này. Rồi thôi, thế thôi. Dần chết nha. Bỏ cái đậu vào. Nó không mặn đâu. Mặn thì nó không mặn nhưng mà. Không mặn được. Nó chỉ cũng lắm là phải to thôi. Đúng rồi. Thử cái mà nhưng mà không bị cái lô đít nó lại chảy hết ra này này. Không, tí nữa anh ạ. Hôm nay đấy. Mình cho một chút cái gia vị vào cái phao câu nhá. Để bà nghỉ ăn lại thơm. Để anh nhấc lên rồi. Em tự banh, em tự đút vậy. Em mà ăn cái phao câu gà này xong là em nhớ mãi không quên luôn á. Chào mừng mọi người. Còn ông trên nóc nhà nè. Cảnh ra không thương. Không phải. Nhưng mà phải nói là anh em kinh. Nhưng mà con là đéo này hy sinh xứng đáng rồi. Trộn đều lên. Tất cả là trông cậy vào Mao Ca nhá. Con chẩm chéo của Sapa này. Rồi. Nó có thành hay bại là. Rồi vừa thôi. Nó có thành hay bại là phụ thuộc vào Mao Ca đấy. Cái này mình hòn mình có mai là không anh? Rồi, bây giờ dây thép đâu? Rồi chúng ta sẽ mai. Ôi giời, anh Hải lau đít cho nó này. Nó lệt. Có đoạn này phải xem nào. Anh phải làm kỹ khâu đấy em. Hả? Khâu lau đít không? Phải khâu. Phải có cái gì xiên chứ. Phải có cái xiên thì xiên được cái này. Không liên quan. Để lấy cái chứ. Thấy chưa? Đúng rồi anh. Sao con bát vào đấy? Nhét cái này quay lại. Không ai nữa. Bát này sao lại được lại thôi. Được. Cái bát tô đây, được cái bát tô đây. Đây có một cái vấn đề hơi nho nhỏ. Đây, ui. Đó là cái đít nó hơi to. Cái đít nó thủng rồi. Đây. Cái đít nó bị thủng. Thế đây là bây giờ sẽ giải quyết cái đít rơi ra ngoài. Nào, kéo đít nó sang đây. Em kéo cái này ra đây. Để quay cái đít ra cái phao câu trong. Châu là vừa. Anh nhét các bạn ạ. Từ từ. Quay nó ra. Hơi khó đấy. Đùi nó vĩ đại hả? Bán được vừa không? Nhất từ trăm ra chứ. Biết rồi, nhưng mà Úc thử nó hơi bé cái bát rồi. Ôi à, em ơi. Đâu. Bác em ngã ập vào đây nhỉ? Cái này, cái bát này hơi bé. Anh cứ nhét vào xem. Bé. Vợ đã bảo rồi, cứ nhét vào đi. Khổ lắm. Ừ, cái bát chặn luôn à? Chặn là nó chui ra đây, được không? Chỉ để bọt cái vô đá này thôi là cái này đúng nhiên luôn. À được. Đấy, vợ đã nói là không bao giờ sai mà. Vợ bảo nhét được là nhét được. Cứ nhét đi. Đấy. Ok. Ok đấy. Ok. Cái bèo câu trên này. Vẫn còn thiếu này. Gần như gần bò mà nhé. Cái này cứ chưa? Hết rồi. Tôi vẫn còn gạo nhưng mà trường nhà đây. Tôi được có. Cái này em thấy con gà. Rau nhỏ đây nha. Cái này ngót rồi. Chỉ có đỗ. Ấy, đưa nó túi gạo đây. Gà bao nhiêu cho 3 tí nó thành cơm trong bụng nó à? Đúng rồi, vừa nói đừng có lạch sáo. Không được lạch. Thôi. Rồi, cái này phải chơi cái kéo đục trước xong rồi mới. Kéo đục trước. Đấy, hai cái quá đục viên nổi. Đấy, em lại biết cái ống làm gì chưa? À, em lại biết lại nữa. Làm hai cái ống. À thì thoảng ra người xem chín chưa? Đấy. Nhưng mà mình không hơi là trong lòng nó hay là chỉ trong túi ni lông thôi? Miễn là trong túi nó không ấy được. Có sắt người là được. Ở trong đấy, mọi người cứ bảo là dùng túi bóng nó sợ nó kiểu độc đấy. Nhưng mà hầu hết là các quán hầm gà đều dùng mà. Thực ra là em thấy cái công dụng của cái ống này là tránh con này nó ngạt thở thôi. Đây là nếu mà sử dụng trong thời gian lâu nó mới độc. Còn anh em mình có được đà điểu ăn mấy đâu mà lo nó độc. Đúng không hả bác đấy? Đúng rồi anh ạ. Từ xưa các cụ đã hầm một túi bóng. Xưa các cụ cắt lồng thì chả hầm một túi bóng này. Cái này là gì? Mà các cụ vẫn sống 90 tuổi, 100 tuổi. Thay cho nên nó phải bắt đi lông anh. Đúng rồi. Quá chuyên nghiệp luôn. Giờ bảo ta đưa anh một chọc nó cũng đầy. Hào hứng đấy. Hào hát. Không chắc nhỉ. Nó bắt chưa đến, lắm lắm. Ai gặp lần này nó bắt cả.
Ông là làm chuyên nghiệp luôn, chắc chắn. Anh Cường trả lương mấy bao nhiêu mà bác làm? Nhiều quá. Ông làm đam mê. Làm nhà được ông còn trả ở nữa là tiền. Ông chỉ cần 2 cút. Đúng không? Bỏ đi. Tí nữa là 1/4 của nửa lít. Tí nữa là phải xin cho ông ít khó vai lèng về cho ông bồi bổ sức khỏe. Ông nhá. Người ngủ nhưng mà củ nó thức thì tính sao? Người ngủ củ nó phải thức chứ người mà ngủ củ ngủ nốt thì chẳng được. Đồ chết là luộc bắn một phát cho cần hết sức cả áo. Mày bắn một phát, bắn hai phát là còn chết nữa. Lại thêm cần nữa. Mày bắn một phát thì bắn hai phát còn chết nữa. Sáng cho ông ăn sáng cho thêm một tí nữa là ông càng cái hay nữa. Nào bây giờ đặt cái này cho, bỏ anh cái dây thép này ra đi. Lăn lên chưa? Không, bây giờ. Không, đặt ra đây, lăn nó sang đi. Go đây. Tập đôi luôn à? Tập đôi đây. Từ đây em à. À, kia cho vào để lúc mà ở trong này mình lấy ra nó dễ đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Cái này mình lưới vớt đi. Không, đặt dọc. À thế này thì nó tan rồi vớt được bộ xương. Hướng nào? Hướng cái nào? Đấy, lừa nó đấy. Đây này. Lấy ngang cho anh Cường ý. Không, có con lừa. Cho dài. Để đấy để sau chùm phát thế này luôn. Ừ. Không? Lừa nó. Để cái hai hàng này. Đấy. Cho hai hàng lừa nó đấy. Đấy. Kéo tay cái bóng. Sờ cái bóng này hỏng. Lăn ra qua. Lăn qua được, lăn qua được. Không lăn được trơn anh. Rồi đó. Bây giờ phải hút trợ đấy. Đấy. Đấy được rồi, không ngủ lên chứ. Không, bây giờ phải buộc ngang. Ông buộc ngang để lành thành một con luôn không? Không có ngán, buộc ngang không ạ? Ủa là mỗi con hay lâu rồi đấy. Buộc ngang, buộc ngang. Ở đây, xoay con này được, xoay con này được. Xoay này, nghe. Xoay từ dưới này, xoay luôn. Đây, bác kéo được cho ta đợi. Tính hết rồi, bác tính hết rồi. Hai. Ôi. Lăn nữa anh à. Rồi, lăn lên rồi. Rồi, lăn lên luôn đi. Một, hai, ba. Để làm gì? Chỉ đi mà. Rồi. Cho túi, anh bây giờ chờ, anh đưa anh đi mày xem để kê thế nào. Ừ, cho mày đợi, luôn được. Cho ra đấy. Có cái trong này cho. Thế nào chẳng luôn. Cho ra đây kê kê lên. Kê thôi. Ok đây anh em nhá. À, đợi khoảng tầm ui nước hơi bé nhỉ. Nước hơi bé nhỉ. À, đợi khoảng tầm nước nó lưng lưng đến đây thì sẽ bắt đầu kìa. Bắt đầu đun nhá. Dự kiến sẽ khoảng tầm 6 đến 7 tiếng. Đó. Trông thế này thôi, hơi một tạ. Vất vả cả buổi sáng luôn. Ok đấy mọi người nhá, trong lúc đợi cái nồi luộc trâu luộc con đà hầm đà điểu thì anh em mình chuẩn bị món ngon nhất của con đà điểu. Đó là mề này. Mề à, nhìn cái mề nó nhá. Nó là một loại mề chim thế nên là đắt. Đắt hơn kia đấy. Một cái mề của nó được cả một cái rổ này. Ừ. Đâu? Đây cả lòng đấy đấy. Cả gan đấy đấy. À, cái này thì anh em mình sẽ xào với lại đây. À, để cho chủ nhân giới thiệu về sản phẩm. À, cho mình xin phép hôm nay là được góp vốn một tí là cái củ hủ dừa sấy khô này thì nó rất là ngọt thịt với lại nó rất là giòn. Tại vì hàng sấy mà thì bây giờ mình sẽ ngâm với lại nước ấm ha. Ngâm nước ấm trong vòng khoảng 30 phút là mình xào thôi. À, khán giả Tama TV muốn mua sản phẩm cổ hũ dừa sấy khô thì có thể liên hệ bạn Phan Diễm nhá. Số điện thoại đây đúng không? Để dạ. Trên này đúng không? 0929229988. Cả nhà mà có nhu cầu thì ủng hộ Phan Diễm nha, nhưng mà hôm nay sẽ để cho mọi người test thử xem là thế nào đã. Ok. À một nửa xào cái này với một nửa xào. Xào tất cả luôn. Chung với nhau luôn mới ngon. Chung với nhau là ngon nhất. À hợp luôn à. Cả nấm hương xào với cả nấm hương nấm hương với lại mộc nhĩ của bếp trên bản nhá. Nấu ký là xào đẹp cái này mình ngâm với lại nước ấm trong khoảng 30 phút cho mộc nhĩ là được đó. Nó giống như măng khô nhỉ? Dạ, nhưng mà nó ngọt lắm. Nó ngọt. Ngọt nó lành tính. Thơm quá. Thơm. Ngâm lên cho nó được.
thơm lắm mọi người ạ. Hơi thiếu nước rồi. Thấy nấu không, thêm nước. Được, mình cho thêm một chút nước lạnh nữa cũng được. Cho thêm chút nước lạnh nữa cũng được. Còn cái mộc nhĩ này có phải ngâm không? Đây là nấm hương ạ. Đây là nấm hương rừng trên em. Ai biết chị Pơ là lấy từ ở trên rừng, các anh chị của em là cũng đi lấy, bố mẹ em lấy, nhưng mà em cũng thu mua của người dân ấy. Đây là 175.000 là nửa cân là một gói khô ấy, một cân là 350.000. À, nếu các bác mà muốn mua ủng hộ bếp trên bản thì mình có thể là liên hệ qua số điện thoại là 0923456766 ạ. Số đẹp chứ. Hôm nay sẽ nấu cùng cổ vũ dừa của chị Diễm và mề chim đà điểu nha cả nhà. Mề chim đà điểu màu cà. Rồi ok bây giờ. À cho ra rửa. Ngâm nước ấm hay ngâm nước lạnh đây? Nước lạnh sao em ý? Mình cho vào dưới nước ấm được chị. Khô thì còn nhà ngâm bằng nước. Nhưng mà cái nấm hương ấy thơm nhỉ? Thơm. Xào ngon. Xa xa mà anh ngửi thấy mùi thơm của nó rồi. Cái này xào thịt bò hay là xào không cũng được. Khô, vâng đúng ạ. Nhưng mà kế công phải sâu thôi trong này. Đồng bào treo gấp bếp với chị. Không. Sâu thành từng sâu một. Đây là món cổ hũ dừa đây nhá mọi người nhá. Phải ngâm cho nó nhiều nước. Đấy, một gói đấy mà nửa ra. Một gói lẽ là 5 lạng hay 1 cân này. Gói đó có nửa cân à, 600 ngàn. Nửa cân 600 ngàn nửa cân này nhá, mà nói chung là để mà một gia đình ăn ấy, thì phải khoảng tầm 5 đến 10 bữa, 10 bữa. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Đây còn chưa nửa hết đúng không? Đúng, vừa mới ngâm thôi. Cổ hũ dừa nhá mọi người nhá. Ai mà muốn mua thì có thể liên hệ bạn Phan Diễm, mình để luôn số điện thoại trên màn hình nhá. Rất là ngon luôn. Nó là cái ngọn cây dừa đúng không? Ngọn cây dừa đấy, phần ngon non nhất đó. Tí nữa sẽ xào với lại ấy anh Hải, hôm nay ai xào, tí nữa ai xào. Nghe nói là anh có cái nhà hàng to ở trên Sapa, to lắm thì chắc khả năng là xào nấu mạnh lắm. Anh chỉ tổng tư lệnh cái lớp thôi. Ai dạy? Phần mảng xào nấu để giao mau ca. Không, hôm nay đây, không được, em đi kiếm đầu bếp đây. Đây. Đây, trên này bên này có đầu bếp đây nha mọi người nha. Mấy chị em đang cắt nấm. Nấm hương nhá. Ai mà có nhu cầu về nấm hương thì có liên thể liên hệ bếp trên bản nhá. Đó, rất là ngon luôn. 100 bao nhiêu? Cân là 350.000 anh ạ. À. Đâu, nửa cân 175.000 chứ. Vâng. Nửa cân là 175 này, nó khô ấy. Cái này thích hợp với ngày trưa mình nấu bún cũng hay cho nấm hương nữa này. Rất là nhiều món cứ cần đến nấm hương. Mình có thể để số điện thoại ở trên màn hình cho mọi người có thể đặt trực tiếp của các bạn bếp trên bản nhá. Ơi, nhưng mà anh ra đây để anh kiếm đầu bếp đấy. Tí nữa em nấm hương của em là em phải xào đấy nhá. Ok không? Ok, mình có đầu bếp rồi nhá mọi người nhá. Lại đi vào. Hiện tại là khoảng tầm 12 giờ trưa rồi, nhưng mà anh em mình vẫn chưa được ăn cả. Tại vì vất vả quá làm con... cháy to quá em ơi, lửa cháy to thì kia xem là nước nó đến đâu rồi không nó... Không, đừng, tức là cái nước nó chưa lên đến kia ấy, là nó xun cái túi ni lông. Qua cái vành sắt rồi. Hả? Qua cái vành sắt á? Thỉnh thoảng phụt vào những cái xung quanh đi em ơi. Nó giò hay sao thế kia? Mình chỉ sợ nhất là cái nồi luộc trâu này. Cái nồi luộc trâu này của mình là nó bị giò thôi. Tại vì mình hàn mất mấy lỗ dưới này này. Đấy. Đây, lên cho mọi người xem. Chị xịt cái bờ cái này này nó dính. Hả? Chị xịt chỗ này thôi. Tại vì chị xịt chỗ này này. Nó dính. Mọi người nhìn thấy rõ. Đó. Nước cũng lên. Đấy, cái bờ bên này này. Bây giờ nước nó phải kia ấy. Thì nữa tôn là không phải tôn đâu, bây giờ kiếm cái gì đại nhỉ? Trước đại bằng cái gì ấy nhỉ? Ui ạ, nồi chưa? Rất cả mình. Không, vừa mới đun khoảng tầm 10 phút và nó đã bốc hơi hết rồi. Quên mất là không chưa thiết kế cái nắp đậy mọi người ạ. Bây giờ
phải đi kiếm cái gì để đậy đây. Đậy ở đây đều đều hai mảnh tôn này cũng đậy được. À, cái nước thì mình không sợ là nó bẩn, nó dính vào con đà điểu nữa nhá, tại vì con đà điểu đã được kín ở trong rồi. Đấy, ai mà biết là hầm cách thủy mà phải sử dụng cái ống hút buộc vào trong kia có tác dụng gì thì comment cho mình biết đấy nhá. Mình thực sự cũng rất là mông lung, bố mình hay làm thế thôi chứ mình cũng không biết công dụng thật sự của nó đâu. Anh Diễn mà chuẩn bị trổ tài để chế món gọi là lòng gà điểu xào. Nhưng mà mau lại đây anh hỏi này. Dạ. Nhưng mà em có tin tưởng vào tay nghề của chị này không? Dạ, thì chắc là em đúng rồi đấy. Hoàng Mai đó. Thấy chị này ăn ngon luôn nhưng mà. Không, em hãy trao một niềm tin cho chị một lần đi. Chừng khô, một cân là 350.000 ạ. Thế số điện thoại liên hệ là như nào nhỉ? Dạ, mọi người có thể liên hệ qua số điện thoại của bếp trên bảng là 09 23 456 766 đấy cả nhà. Dạ. Mọi người có thể liên hệ qua website là bếp trên bảng vn. Còn thứ hai nữa là củ hũ dừa đến từ miền Tây, Bến Tre. Nếu mà các bạn muốn mua của hũ dừa ủng hộ em gái mình thì alo cho Phan Diễn vào số điện thoại là 09 0929 229988. Nhưng mà quan trọng là nếu mà các bạn mua 3 chiếc của hũ dừa thì Phan Diễn sẽ tặng một lọ chấm chéo. Còn anh em muốn mua chấm chéo thì alo cho Hải nhé, số điện thoại thì anh em biết rồi. Chưa? Anh thấy này có vẻ ok đấy. Làm lần đấy là vừa thương lắm. Ừ. Xong rồi tạm ơn chị nhé. Anh sẽ bỏ tay vô thử thôi. Anh làm một lần thôi nhé. Dạ. Đây, nhìn đây. Bàn anh, nhìn cái này là sao mà làm cái này. Ngoài người ta có thắng rách muối đúng không? Ở Việt Nam mà thắng thánh rách không? Rách rồi. Ok không? Rồi ok, đảo cả cái đấy, cái cục mỡ đà điểu đó, thơm. Cho nó thơm. Hôm nay là anh em mình xào với mỡ đà điểu luôn các bạn. Thơm lắm, lần đầu tiên mà đi nấu trong cái chảo bự vậy luôn. Thôi, đổ đồ ăn vào đi, cháy kia rồi. Đầu bếp Phan Diễm nhưng mà được sự hậu thuẫn của Mau Ca nhá. Đây người ta gọi là trước không của Thạch Thanh đấy. Nhưng mà anh ơi, cái lòng mề này thì xào lâu không anh hả? Tí đâu rồi. Chín nhanh này chị ạ. Ờ, chín nhanh thì cho cổ hút dừa cho luôn đi, không phải lắm. Đảo cho nó tái lại chứ. Đảo cho nó căng lại. Lửa hơi to mà. Thôi được. Cứ đảo đi. Múc cái cục mỡ kia ra. Tại em cảm giác trong lâu không cố hả? Hả? Tại trong lâu không cố hả? Anh cũng đang nhân tưởng đến món thành phố đấy. Em phải đảo đều tay đi, nó dính chảo bây giờ. Mày không có cơ hội làm lại. Cái này là nguyên là bộ lòng của con đà điểu đây ha. Đúng rồi. Có ruột chưa? Nguyên bộ lòng. Đầy đủ luôn. Có ruột, có mề, có gan, có tim. Lục phủ ngũ tạng. Một bộ lòng. Ngon nhất là mề. Cái này phải khoảng 3 kg đấy các bạn. Cái này riêng cái mề đã 3 kg rồi. Cái mề 3 kg rồi. Cái này phải 7 cân đấy. Cả lòng, cả gan nữa mà nóng lắm. Em ơi, đưa anh đổ vào cho. Được chưa? Chắc phải tay tay đi. Đây là anh Hải Sa Ba TV. Đấy. Anh đang đạo diễn này. Diễn này món ăn. Mình biểu diễn bất tình lình. À, hai em xinh gái là bếp trên bảng. Đấy là nấm nước này mọi người. Anh Hải đạo diễn thơm, thơm nhỉ. Thơm quá. Cái này anh đừng có lắc cái này tao nhé. Mấy rau à? Bây giờ cái này nhẹ nhàng để cho mau đệ đi. Ôi, ăn ngại lắm. Này, củ dừa mà kết hợp với nấm hương là hoàn hảo các bạn. Thơm, thơm lắm. Rất là thơm luôn mọi người. Món ba món kết hợp và giữa Sài Gòn này, Tây Bắc này và Ba Vì. Đấy. Đồng bằng là đồng bằng sông Cửu Long đúng không? Đồng bằng sông Hồng. À, một món là cổ hũ dừa của bạn Phan Diễm nhá. À, một món của bếp trên bảng đó là và một món của Ba Vì Tam Bao TV. Rất là ngon. Wow, thôi tí nữa mình sẽ thưởng thức sau vậy. Tại vì nãy giờ thử mấy lần rồi đúng không? À, thì đầu bếp phải nếm. Thôi nhưng mà mình thèm lắm rồi đấy. Thôi lên bánh thôi. Lên chân lên tay cái nhá. Ok, lên đĩa, lên mâm.
khi mà nhắc đến thịt trâu bếp thì không thể nào mà thiếu được cái nước chấm thần thánh. Đúng rồi. Đấy, sabatini. Chấm này là chấm chéo. Nhưng mà nó hơi cay nhá. Khuyến cáo bác nào mà không ăn được cay thì đừng ăn nhá. Cay thì ngon. Cay thì ngon à? Đây là cách pha chấm chéo này. Anh em cho nước vào đây. Muội muội. Đấy, đảo đều lên. Rồi. Đâu. Chờ khoảng 2 phút nó bắt đầu hòa tan những cái gia vị như là hạt dổi, mắc khén, quế, hoa hồi, thảo quả. Sau đó anh em làm như này này. Đấy, như này nhá. Đây, chấm phát như này. Đấy, không bắt chanh à? Không, cần gì chanh em. Quên luôn. Bắt nhiều chanh. Đấy, rồi. Thiếu. Tất nhiên là thiếu ốc lợn. À, thiếu bia. Thiếu. Không, muốn muộn. Ủa, nhà mỗi con em này. Ăn thịt trâu gác bếp mà lại không có bia thì cơ vậy. Cho anh tí. Nào anh em ơi. Anh có bia hết thảy không? Nào. Không. Đây để. Hai tay xuống à? Cái này thiếu chấm chéo từ thanh quánh hả? Đây tự pha đi. Đây đây anh pha cho. Gọi cá chấm cái gì? Đây đây. Chấm chéo đây. Nhưng mà chấm như thế nào để anh em thử mất à? Hai anh em mình đi, ba anh em mình làm xong khi đi. Có cuốn cái này không? Đây, à. Chú làm trước một phát đi. Để em làm trước nha, mình gắp ít rau này. Cho thịt vào. Nhiều vào, ít quá. Cho miếng tỏi vào. Chúng bắt đầu chiên. Múc chảo vào. Cho mình vào. làm luôn. Thử một chui nào. Hãy được cơm cho cái cháu nhé. Bé bé thôi, mình nhìn ăn ngon miệng lắm đấy. Đẳng cấp à? Đói đẳng cấp thì tôi thèm lắm anh em ạ. Đây à, mình làm một đỏ này. Đấy. Rau này là rau gì hả Mau Đệ? Rau có cái loại rau trồng nghệ. Đây rau gì? Trồng nghệ á? Đây là cái chảo này, chảo này nhìn rất là sánh này. Lá sung này, lá bưởi này, lá mít này, lá dâu mơ này, các cái loại lá thơm ấy. Mời anh em này. Ăn miếng này ngập mồm luôn. Anh em món này là phải tự anh em mình làm đấy. Thì sẽ hợp lý hơn đấy. Còn món này là em đặt sẵn ở quán. Hỏi cá mà hôm nào em sẽ làm này. Nhưng mà cũng gần gần như này. À, thử anh thử món này đi. Món này. Đa điểu. Đa điểu. Món ngon nhất đây này. À, món này là món đa điểu. Sao với cả nấm hương với cả củ dừa. Dạ dày. Đẳng cấp luôn mọi người ạ. Trong này không có lòng nhỉ. À đây lòng. Lòng hồi nãy anh Hải test thử hết rồi. Rất là ngon đấy mọi người nhá. Ha, anh em mình lên đi. Nào cả nhà ơi. Ha, cả nhà ơi. Anh em tôi uống bia là bằng cái chậu hơn. Uống bia bia. Đâu, ở bên này ăn cơm rồi. Đâu, em ơi. Nào, mời anh em nhá. À, mời anh em nhá. Hai lên đây. Ông ơi, có mời ông nhá. Ông uống rượu à? Ông bao thì phải uống bao đại. À ông. Bảo đại. Nào anh em mình hô phát ra tình cảm nhá. Anh em ơi. 2 3 2 3 2 3 2 3 Sabatini. Mai. Sabatini. Mai. Ok. Còn nhiều anh em quá không gào rồi. Cảm giác từ sáng các bạn làm công việc tí. Sáng nay dậy sớm. Dậy sớm lại còn nâng tạ 10 cân. Làm cái củ hũ dừa của Hạt Diêm ăn kèm với nấm hương của bếp trên bảng xem là cái hương vị nó thế nào. Chấm biết một chút chấm chéo của Sama TV nữa. Ngon. Giòn. Hôm nay anh em thử rồi. Củ hũ dừa này. Ngọt lắm mọi người. Nấm hương rừng đấy. Trong mấy chồng chéo thì là quá là tốt. Nói chung là hôm nay là hai món ẩm thực. Một là của bếp trên bảng là nấm hương là ngon rồi. Một là của em anh Mí Bơ bếp trên bảng. Anh Mí Bơ. Anh Mí và Bơ. Anh Mí và Bơ Diễm. Đấy.
và của Phan Diễm là món đọt dừa, à cái gì nhỉ? Củ dừa. Củ dừa, đọt dừa. Đúng luôn. Là thành công rồi. Còn một món ẩm thực nữa, chưa biết thành công hay không. Đó là món ẩm thực của Tạ Sĩ. Còn món đấy thì mình thấy hên xui á. Hên xui. Mọi người chờ nhá. Khoảng tầm vài tiếng nữa là được. Cái này là mỡ đà điểu. Mỡ đà điểu. Ở trong cái đoạn mà gần gân nói nào á. Nhưng mà cái này phải dạ dày không? Gân ấy tim rồi. Tim. Đây là tim. Cùng tim. Cùng tim. Đây là dạ dày. Cùng tim cái này ngon này, béo này. Dài. Đấy. Bọn đấy gì nữa? Dài dày kẹp với cả củ dừa cả tẩm. Đúng rồi. Ừ. Trông nó nhãn đợt cao rồi, đợt cao rồi, đúng không? Tân dường mà nâng, đợt cao. Đợt cao dễ bị say lắm. Đúng rồi, đất muốn say rồi. Thay mặt anh em là cảm ơn hai em rất là nhiều. Hy vọng là chiều nay là cái món này nó sẽ chín, thành công. Chiều nay anh em rảnh mà. Dạ, có gì đâu. Anh em cứ ngủ ngủ thoải mái tầm 6 giờ tập trung là gì ạ? Là chín hả? Nhưng mà 6 giờ liệu chín thì được. Anh nghĩ là chín rồi đấy. Em nghĩ chín, thúc mách mà. Em nghĩ chưa suy nghĩ gì. Nhưng mà cái quả gỏi này cũng rất là ngon anh em. Gỏi bác gì ạ? Gỏi á. Ôi nhạt lắm không ạ? Nhưng mà được cái là thơm. Hơi ít muối. Rất ngọt. Nhạt tí nó có sần béo, à? Sần bánh của anh không? Nhạt lại chấm chẩm chéo. Ừ. Ủa thơm quá. Bây giờ phải lấy nước ra. À nó sát xuống đất nhưng mà yên tâm nhá, không bị bẩn nhá. Túi bóng này rất là ok rồi. Bây giờ lấy cái bạt sạch nhỉ? Lấy người lấy cái bạt sạch đấy, bạt xanh nước sáng ấy. Anh cho nhiều vào trong nước rồi nhé. Trong phải lại nhé. Uôn mỡ đây. Mục rồi đấy, mỡ chảy ra được rồi. Mục rồi. Mục dưới ở đây này, mục hết rồi. Mềm nhũn luôn, mùi hạt chứ thơm, biết cả mũi luôn. Cái này thì dùng ra được biến dao của anh ạ. À? Cái này dùng ra được biến dao. Anh Linh ơi, em cầm cái dao cái cây. Nước nó ngon đấy. Tí nữa thì đầy nước ở trong con đấy. Không, nó lủng hết này. Nước này nước cốt gà đấy. Mùi thơm đấy. Ôi ôi, bao nhiêu tinh túy. Ôi ôi. Phí nhỉ. Con là điều ngon nhất cái nước ấy. Ôi sao cả thịt. Ngã gì đâu nhỉ. Đấy, thế là bảo không chín, rút cả xương luôn. Rút xương luôn. Đấy là anh em mình lấy từ lúc 5 giờ ấy. Thơm nhờ. Cháu đặc lắm. Ông nói thì có một cái không? Thầy Trung bảo 2 tiếng. Thầy Trung chuẩn đấy. Cho bạt ra đây đi em ơi. Đi ra. Lưỡi tự. Ây à, vậy ghê đấy. Quên cho cái nốt rồi chứ, anh Long cho em một cái kia đây. Đặt nốt thầy kia vào thôi. Đặt bạc lên. Đâu rồi anh em đâu, vào vị trí chiến đấu. Ui hàng nhá. Cái đèn đâu rồi? Được đấy. Anh em bộ phận âm thanh ánh sáng rất cao. Cứ lấy đi nhá. Lần đầu tiên thì nhúng ra điểu. Đâu rồi, mang bộ vào kia. Được chưa?
Nhà Mao Đệ đang bán dao này nhá, anh em mua thì là Mao Đệ. Mao Đệ bao ca? Ôi ôi ôi, nút xương luôn. Nhà bán dao này. Ôi đùi kìa. Thơm thế. Hôm nay là anh em mình cứ sợ là không chín đấy. Nhẹ nhàng chân bước vào nương, tay ôm quả bí, lòng thương đồng bào. Ôi trời ơi, này. Rú bê thịt rồi. Còn có đấy, thì hầm thì nó phải dùng làm món này. Nhưng mà hình như cái này là cái thịt trâu các bếp gì đấy. Đây là sứ vắng thịt trâu các bếp của anh. Được hai cái này làm bẻ ra rồi. Thịt ngọt lắm anh em ạ. Bây giờ là anh mình khỏe thôi. Cho một bát rượu nữa. Cái này đi luôn. Nhưng mà phải nói là thịt nó thơm ngon. Mấy con chết còn sống. Nhưng mà bây giờ anh em mình là bây giờ mỗi người là một tay vào đây là thử muối mì luôn là ngon nhất luôn đấy. Thịt luôn tại chỗ đi. Anh em vào hết đi. Anh em vào thử múc bê đi. Đây này. Thành ơi. Bây giờ sẽ cho bếp nhân bản thử thức cái hương vị của ba vị trước nhá. Ok. Cầm cái điện thoại này. Nách. Bếp nhân bản từ từ được không? Cho xong nghỉ hôm qua là vào. Phong câu. Quả phong công. Quay sang đây rồi. Đây mình sẽ quay sang người xem nhá. Phong câu đâu. Đây. Ôi vẫn còn à? Nhưng mà nó không đi sao? Nguyên thì đục một cái phong câu lại còn nguyên. Ôi trời ơi. Ôi. Sao to. Cái phong câu đấy ăn gì buồn đấy. Ôi. Ngon thế nhỉ. Nhưng mà nhớ để nguội nha. Cái này chưa ăn liền ở đâu. Ăn luôn được. Cái này phải thử giờ nó ná nóng lắm. Cái này anh nghĩ cái này là 1 cân đấy. Đây là mình cắt nhỏ nhỏ đấy nhá. Cho xong nghỉ thử cái món này. Pop câu ba vị. Pop câu chân dài ba vị. Không, và bốc tay thử luôn đi. Từ từ để em hai chậm chéo đã. Chậm chéo. Nước béo lắm. Nước béo. Đây à. Tôi đã bằng một chuối mà tôi mới hai cái bông cao một bữa thì chảy luôn. Bây giờ là phải là nước chấm chẩm cháo thần thánh để cho tôi thử nào. Mời cả nhà nha. Sao nó lại không? Cứ tiến thẳng ra. Đây là cũng thuộc dạng tao thương bất nhập mồm đấy nhỉ. Ngon thật không? Nhưng mà cho bây giờ sẽ xẻ thêm cái phần thịt đùi nhá. Rồi, có để. Ui, riêng đây. Cục này là phải để anh Hải Sapa TV. Đây. Nào thịt rồi rồi. Ăn cục này nghẹn mà chết tôi. Quá, bảo quá. Nóng lắm. Nhưng mà phải nói nó ok chưa? Vào bây giờ anh em ơi. Anh Hải. Cẩn thận cái răng nóng lắm á. Ôi. Nói thật anh em nhá. Thay mặt là anh em Sao cảm ơn anh em Tamao rất là nhiều. Ui hơi bỏng quá. Bỏng quá. Thịt dai hơn thịt trâu. Béo mà nó thơm. Ủa nó bỏng quá. Rồi, bếp trên bản à. Bếp trên bản thích ăn phần nào nhất à? Em mời anh chị em biết. Mình
đùi à? Cũng là đùi à? Đây, đây cũng là cái đùi to này. Đùi to. Không lo. Chơi cả miếng luôn. Này nó nhăn nhăn tí. Ui. Ui. Đấy, con ngồi chỗ đấy. Một lớp của cái đùi chim mà nó phải được tầm 1 cân rồi ạ. 1 cân. À, nó lục rồi nhá. Đâu? Bây giờ con đem ạ. Mỗi anh em là một cái mâm. Mỗi trẻ này ngồi. Tấm này xé nè, đấy hai chị em. Này người anh ấy nhai đâu. Đồ dai lắm, thịt dai lắm. Được chép, hơi đi ở ngoài của nó nè. Thành sợ, thành sợ. Tao hôm sau là anh ý bơ là nghiên cứu ra quả thịt đà điểu treo các bếp. Chào anh chị nhé, mời cả nhà. Nó thích ăn lần nào? Gần có câu gần có câu gì? Ok, gần bằng nó béo. Ông biết nhá. Chỗ này thì béo mà đấy. Nhưng mà nó không ôi. Ờ đúng rồi, nó béo. Ê, đừng chăm chăn bơ đi em ạ. Đừng chăm chăn bơ. Ôi, ôi, khó lệ mà. Gần bằng câu. Nó còn đang bằng. Ôi, 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 bọn này mới là ngậy này. Ôi, 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 đây là mỡ nhỉ, mỡ đệ nhé. Nóng lắm. Nóng rồi, đây. Anh em mình lửa rồi. Giết bao câu gì đâu đi. Ui dồi, cái lượng mỡ ở đó. Đấy, phân. Xảy ra một cái đâu. Xảy ra một cái đâu. Đó, dưới đây thì có gì thế. Nào. Nào, xảy ra không? Có. Mà để cho nó nước kéo anh. Vâng. Ok. Ui dồi. Gọi là 10 phần thì 9 phần được mỡ mỡ. Đây em lấy cái này, em lấy cái thịt này lại cho. Chấm, ăn mỡ thử cho nó. À, chấm mẹ là nước chấm thần thánh. Nào. Đây là cảm giác thế nào mà đây? Đây là một miếng mỡ. Đấy quá. Đây là cái thịt. Nhưng mà cái lớp mỡ nó rất là dày. Nhưng mà nó vẫn đỏ đỏ vậy. Ừ. Ừ, đúng rồi á. Ngon không? Quay lại này rồi. Bây giờ đến Phan Diêm, Phan Diêm muốn ăn cái nào này? Tự xử. Em xử cái dao này nha. Ok. Em xử cái này này. Đó, em mời cả nhà nha. Cho nó chậm chéo. Chéo. Chị cứ tưởng là không phải nhai, thật ra là cũng phải nhai mọi người. Thật chứ con này cái sớ nó rất là dày luôn á. Em làm miếng đi. Nó đem họ phải nhậu nha. Ngon lắm. Ừ, có thịt nó dai. Bây giờ anh em mình xé ra này ha. Bỏ vào mâm đi. Bây giờ đến lượt mình. Được rồi. Cho chai lọc cái. Thôi, anh cứ tên này. Vào đây, vào đây. Vào đây, vào đây. Vào đây, vào đây. Vào đây, vào đây. Vào đây, mình cả anh. Chai lọc cái này. Ôi. Thịt ngon mà nó ngọt lừ luôn đấy. Cho phần nhũn nhũn này. À, đã lọc cài. Thả xuống này nhờ. 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 Đấy, cái lớp đấy là Mang Ca ở chơi một lớp đấy. Anh Mang Ca thử cái lớp này không? Không, lớp này. Đấy, anh em ăn cái này. Cứ thử đi, anh em cứ thử đi. Mời mọi người nhé. Thế thế nào? Ngon không? Thôi, bây giờ anh em mình ra lò cho nó ăn lại được bếp. Chưa được miếng nào. Thịt nóng này à? Đó, mình thích cái này ngon. Đây. Ui dồi ôi. Này gặp mồm đấy. Ui, tay mình nó hơi lớn một tí. À, lấy thêm một chút là gì nè. Rau ngải cứu này, rồi đồ gia vị các kiểu như tung. Chuẩn này đấy. Trong này. Ông bé sắp được kiếm không ạ? Đây đúng là dân là chuyên nghiệp. Ừ, ngập mồm. Quấn vào. Cho mượn tí nước chấm. Đây. Rồi. Không mời mọi người nhá.
Thật là người đây. Thế ngồi cái gì nữa? Ai đấy? Hơi khô. Hả? Hơi khô, hơi khô. Đây này, phải như chỗ này mới ngon này em này. Nhớ là nó ngon này. Hả? Rồi, miếng bên kia nạc quá. Anh em mình sẽ xả bớt cái con này ra nha. Ua, mỡ nó này. Mỡ này. Ua. Thấy chưa? Xả đi. Cái mỡ này không ăn được. Béo lắm. Ui, cái đoạn mông của nó là ngon nhất. Đó đây, quay ra một xem. Đấy. Tháo khớp ra. Từ từ. Uầy, sao mà nó vẫn đỏ nhỉ? Nhũn thế là vẫn đỏ nhỉ? Không, kiểu như thế đấy. Thì đã nhiều nó đỏ. Kiểu cái thủy tinh chỗ đẹp. Có ai thử cái gân không này? Ui, ui. Cái gân này hãy. Mời anh em nhá. Như gân bò lắm ấy. Thơm. Hơi ngạt. Chấm thêm gì nữa? Như chấm hành thánh. Ngon. Wow. Trong này vẫn còn đỏ này. Hả? Rồi. Như thế ngon. Chỗ này ngon này. Chỗ này tái ngon này. Đấy mà ngon. Thế như là bỏ tái ha. Chỗ này ăn ngon này. Đấy, bây giờ lại cứ thớt thái cái miếng ra mâm luôn nhỉ? Không, bây giờ mình cứ xẻo qua. Mỡ. Mỡ. Tiêu kinh điển. Hạt chân bụng ngon lắm. Đúng cái hướng này để cho mọi người xem những cái thịt con đà điểu như thế nào. Cái phần thịt lưng nó dày nhất, hơi khó chín. Rồi, vẫn còn chưa chín. Ua, đỏ teo leo luôn. Vẫn đỏ này mà cưỡi anh Hải. Hả? Cưỡi là ngồi lên chỗ này này, nên là nó cơ bắp nó khó chín. Ôi, thịt nó thơm thế. Bên ngoài nhúc thì trong vẫn còn đỏ. Cái này bỏ nó xào được đấy. Không, như này mới ngon này. Như này thôi mà chín hết rồi. Đấy, thịt đỏ đẹp chưa? Anh có làm miếng tái tái không? Có. Đây đây. Cho ngọt. Cho anh Hải quả tái tái này nhá. Rồi, anh cảm ơn. Cho anh bắt thẩm chéo em ơi. Cho em một miếng. Rồi. Em quá em tái. Anh thế, tái này nó mới ngọt này. Tái. Nào. Chấm thẩm chéo. Hai nhà mình tô với nào. Đó. Ủa. Đúng rồi, kiểu miếng ngon nhà lâu ấy. Ngon dư luôn. Nó không bị khô như kiểu là mấy cái miếng ở ngoài đâu. Trong nó ngọt lắm. Thèm không? Ngon lắm nhỉ? Không, cho ăn để trong thôi. Ngọt lư luôn. Nó chuẩn tái với anh rồi. Tái. Giống như thịt bò ấy. Thịt bò mình áp qua lại mà. Ừ. Lấy lại thêm cái mâm khác đi. Mâm lên đi. Thêm mâm nữa vào đây. Thơm quá. Rồi, bê cái mâm này ra ngoài đi anh em ơi. Bê cái mâm này ra ngoài đi. Em nghĩ là xoay lại. Đây cái bộ này, cái vứt đi. Đưa đây vứt cho. Đây, cái xưa nay giảm cái cho chó go. Nào. Chó này bé quá anh em ạ. Đúng rồi. Nào, đúng rồi, đẳng cấp. Ngọt lịm luôn. Không biết xử lý là thế nó thế nào. Tôi nghĩ cái cục xương này nó còn nặng ngang cơ nó bao đẻ đấy. Quần lên. Ôi trời ơi, thơm ơi, hạt sen này, ngải cứu này, táo đỏ, đu quy. Cái này ấy, là nó ngon nhất là ngon hơn cả ấy cơ. Từ từ, anh lại nhá. Rồi. Đây anh em này. Thơm thơm tiết mũi luôn. Giống ở trên chợ Tiên đấy nhỉ? Ờ. Trong cả tuyển. Thế nào, nhưng mà chợ Tiên chắc không có đặt nhiều. Nhưng mà hôm nào chú đặt cho anh con để anh làm món này ở chợ Phiên, anh mời bà con chợ Phiên nhé. Ok. Ngọt. Anh có thử cái. Đây.
Sao đây đâu ơi? Đây, món nhất thích của anh em mình này. Đây, cả đây từ từ thôi. Ăn sashimi à? Sashimi là điều. Đây. Đây, đây, đây. Thế này thì nó chín hết rồi mà. Đây. Đỏ thế. Đỏ thế. Này. Ngọt hơn đỏ. Ngọt mà nó mềm nhỉ, ngọt. Nó bảo thịt bò á. Ừ. Ui, chín cay em à? Không chưa, anh chưa đất chút. Không phải cho tưởng chín cay cay miệng. Ờ, tính là con này thật nhiều mà chưa. Con này chín, con này mới là nhiều thịt này. Con này béo, con này tạ mốt mà. Mọi khi em mua những con như thế này không được tạ đâu, mấy cân đâu. Con này ông kia cũng phải bất ngờ mà. Ông cân ấy, ông bảo ui. Đấy. Con này nó đang có đẻ không được chín mà. Đâu, cái này cái gì đấy? Cái này là cái mạng sườn chân. Con này nó có sinh sản luôn ở đấy không? Có.